thì chỉ cần dùng vòi rồng cứu hỏa xịt nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Thủy Tổ đây. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip đầu tiên mà review cái quá trình vượt biển Thái Bình Dương. Mình đi từ Úc, nhận hàng than, trả hàng ở Argentina. Mình vượt biển Thái Bình Dương, dự kiến là vượt biển trong vòng 30 ngày với khoảng cách là trên 15.000 km nha mọi người. Hôm nay chỉ là ngày thứ hai trong cái hành trình này của mình thôi. Thì ngày đầu tiên mình hơi bận một xíu, thì trong cái quá trình này 30 ngày thì mình khi nào mình rảnh á hoặc có gì đặc biệt ở trên tàu thì mình sẽ quay và review cho anh em nha. Đó, hôm nay là ngày thứ hai và hôm nay là thời tiết mấy hôm nay là rất là âm u và khá là se se lạnh nha mọi người. Khoảng ban ngày là khoảng 20 độ, nó chưa âm u như thế này. Đó, sóng nó chưa lắc tầm 5 đến 10 độ. Đó, đây là cái khung cảnh xung quanh, gió thì cũng hơi nhẹ nhẹ nha mọi người. Đó, để tí mình sẽ đi lên buồng lái mình review cái một số thứ cho anh em coi nha, như là độ nghiêng hoặc là độ sâu của cái khu vực này là bao nhiêu mét xuống đáy biển nha. Đó, đây là cái khung cảnh phía bên ngoài đây. Đó, mọi người có thấy được độ lênh đênh của con thuyền không? Đó, nó chỉ nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại. Đó, đây. À đây nữa, hàng than. Công việc đầu tiên khi mà tàu nhận hàng là phải rửa sạch mấy cái hàng than này đây. Trên phía mũi thì rửa sạch rồi, mọi người chắc xa mọi người không thấy. Còn phía gần đây thì chưa. Đó, hàng than này rất là khó rửa nha. Đây là cái khung cảnh thực tế mà anh em thủy thủ ở trên tàu làm vào những ngày đầu tiên khi con tàu hành trình ở trên đại dương. Đó chính là rửa sạch cái hàng than trong quá trình làm hàng, nó bị văng ra ngoài, như là văng trên mặt bon, văng trên nắp hầm hàng. Những cái chuyến hàng trước đây của mình, đa số là mình chở hàng ngũ cốc như là lúa mạch, lúa mì, hạt bắp. Công việc rửa như thế này thì rất khá là đơn giản. Nhưng cái chuyến hàng này thì khác, mình chở cái hàng than, đây là cái loại hàng khó rửa nhất mà mình từng chở từ trước đến giờ. Những cái loại hàng ngũ cốc thì chỉ cần dùng vòi rồng cứu hỏa xịt là nó đi. Nhưng đối với cái hàng than này thì cần phải sử dụng đến cái miếng mút, miếng xốp kỳ nó mới có thể đi. Những cái chuyến hàng đợt trước của mình, anh em thủy thủ trên tàu chỉ cần mất gần một ngày nó có thể rửa sạch từ phía mũi về phía lái. Nhưng đối với cái hàng than này thì phải mất 3 ngày anh em mới có thể rửa sạch toàn bộ con tàu từ mũi về lái, từ trên nắp hầm hàng xuống mặt bon. Nó phải kỳ rất là kỹ nó mới ra được. Đó, đây là khung cảnh xung quanh. Đây, bây giờ mình sẽ lên buồng lái review cho anh em cái khung cảnh từ cánh gà mà nhìn ra cho mọi người. Đây mình đã lên cái khu vực bên cánh gà của buồng lái. Đó, đây là cái view mình cảm thấy rất là đẹp và có thể nhìn thấy toàn bộ con tàu. Đó, đây là khung cảnh nhìn về phía trước nha mọi người. Đó, mọi người đứng cái góc này đây, mọi người sẽ thấy con tàu nó chứ nghiêng qua nghiêng lại. Đây là đi khi mà bước ra đại dương thì con tàu luôn luôn nó trong tình trạng này nha mọi người. Nó sống ở đây thì như thế này là bình thường. Đó, trong cái chuyến hành trình. Còn sắp tới thì không biết có gặp gió mùa hoặc bão gì không, nó sẽ lắc ghê hơn. Đó, hiện tại thì lắc như thế này anh em vẫn làm ở trên mặt bon được nha. Còn lắc quá khi gặp bão thì không được, không làm được. Nó không an toàn nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Này, phía mũi. Sóng thì cũng chưa có, nó chỉ đây là sóng ngầm ở phía dưới thôi nha mọi người. Ở đây cảnh phía sau, tí mình sẽ đi vô buồng lái mình review sau cho anh em nha. Đó, con tàu nó nghiêng bao nhiêu độ. Đây, mọi người thấy cái mũi tàu không? Đó, chứ đưa lên nó đưa xuống. Đó, đây. Đây là khung cảnh bình thường nha mọi người. Đó, mọi người thấy mặt nước biển không? Chưa có sóng nhiều đâu. Đó, đây là mới là đầu Thái Bình Dương thôi, tí mình vô mình cho mọi người coi cái hải đồ điện tử. Mình ở đâu, mình đang ở vị trí nào của cái biển Thái Bình Dương. Bây giờ mình sẽ vô nha. Coi đây nhiệt độ bao nhiêu. À, đúng 20 độ nha mọi người. Đây chính là cái hải đồ điện tử, nó cho mình biết cái độ sâu, như là hiện tại ở đây là độ sâu xung quanh con tàu mình 2499m, 3000m, 2000m, 3000m. Những độ sâu này thì được tính từ mặt nước biển xuống đáy đại dương với độ chính xác là hơn 90%. 10.3, đây là tốc độ trung bình của tàu, tương đương với 19 km/h. Và bây giờ mình sẽ thu nhỏ cái hải đồ điện tử lại cho mọi người biết mình đang ở vị trí nào ở trên biển Thái Bình Dương. Đây là vị trí tàu của mình ở trên đại dương, còn đây là điểm khởi hành. Con đường màu đỏ này chính là cái con đường mà mình chuẩn bị đi để vượt biển Thái Bình Dương.
Với khoảng cách là trên 13.000 km nữa mình mới có thể vượt được biển Thái Bình Dương. Đây là vị trí con tàu của mình đã vượt được biển Thái Bình Dương và mình đi sang Đại Tây Dương, và đây chính là cái điểm trả hàng tại Argentina. Vậy là mình đã review xong cho anh em, cho mọi người biết một số thông tin về cái khu vực biển Thái Bình Dương này ở cái độ sâu hiện tại của con tàu của mình đi ngang qua, và con tàu của mình nằm ở đâu ở vị trí ở biển Thái Bình Dương. Đây là cái video clip khởi đầu cho cái series vượt biển Thái Bình Dương. Tí nữa hoặc ngày mai có gì hay ho và thú vị mình sẽ tiếp tục review cho anh em nha. Đó, đây là những cái khung cảnh bình thường, những cái vlog bình thường mình quay cho mọi người biết về cái cuộc sống ở trên biển thì nó như thế nào. Ok, nó kết thúc vào buổi trưa. Và bây giờ mình sẽ đi lên khu vực buồng lái và mình review cho anh em một số thông tin như là độ sâu và mình ở vị trí nào ở trên cái biển Thái Bình Dương. Đó. Trước khi đi lên thì rất là lạnh nha mọi người. Nói là và gió con đường này ra ngoài đây mọi người thấy được cái khung cảnh ở ngoài biển nó đẹp. Nhưng mà đi thì trong khu vực cabin thì quay nó. Bây giờ mình quay cái khung cảnh phía trước tàu ở bên ngoài, tí nữa mình sẽ đi vô buồng lái, mình quay ở cho bên trong khu vực buồng lái. Đây là khung cảnh mình quay ở phía trước con tàu ở trong khu vực buồng lái. Hôm nay là một ngày biển động nhẹ, thỉnh thoảng thì có những cơn sóng đánh lên mũi tàu. Hai bên mạn tàu có những cái vệt trắng là do sóng đánh lên mũi tàu tạo ra bọt, rồi sau đó nó trôi dạt về phía sau lái, rất là đặc trưng khi con tàu của mình đi ngang qua. Độ cao trung bình của sóng ở khu vực này tầm 2 đến 3 mét, tác động vô tàu làm cho tàu lắc ngang. Ở góc quay này mọi người sẽ thấy rõ điều đó hơn. Đây là một số cái đồng hồ đo, như cái đồng hồ đo này là đồng hồ đo hiển thị tốc độ gió thực tế ở bên ngoài. Tốc độ gió là 36 hải lý trên giờ, tương đương với 66 km/h. Tốc độ gió như thế này thì rất là mạnh, như đầu clip mọi người thấy. Còn đây là đồng hồ hiển thị độ nghiêng của tàu, nghiêng trái và nghiêng phải. Và bây giờ mình sẽ quay vị trí tàu của mình ở trên đại dương cho mọi người xem vị trí chính xác của tàu mình ở trên biển Thái Bình Dương nó nằm ở đâu. Đây được gọi là hải đồ điện tử, ở đầu clip thì mình cũng giới thiệu với tất cả mọi người rồi. Đây chính là vị trí tàu của mình ở trên đại dương. Con đường màu đỏ ở trên màn hình đó là tuyến đường đi trên biển để tới cảng trả hàng. Còn con đường màu đen này là vết của tàu mình được đánh dấu ở trên hải đồ điện tử đang đi về hướng này. Và bây giờ mình sẽ đọc độ sâu ở xung quanh con tàu của mình đi ngang qua là 4.301 m từ mặt nước biển xuống đáy đại dương. Chỗ này là 2.780 m, còn chỗ này là 3.000 m. Con tàu của mình đang chạy ở giữa đại dương cho nên rất là sâu. Con số 8.3 này đó chính là tốc độ tàu 8.3 hải lý trên giờ, tương đương với 15 km/h. Do con tàu của mình đang chạy vào khu vực thời tiết xấu cho nên tốc độ khá là thấp, 15 km/h. Nếu điều kiện thời tiết bình thường ở bên ngoài, tốc độ trung bình là 20 km/h. Đây là vị trí của tàu mình, còn đây là nước Úc, là điểm khởi hành của tàu mình. Hôm nay là ngày thứ 8 con tàu của mình hành trình trên đại dương. Tàu mình đi được 2.091 hải lý, tương đương với 3.800 km. Tàu mình phải đi 7.000 km nữa mới có thể vượt được biển Thái Bình Dương, thời gian là khoảng 10 ngày. Vậy là mình vừa mới lên buồng lái review cho anh em cái khung cảnh của ngày hôm nay. Thì với khoảng 2 đến 3 ngày thì mình sẽ cập nhật thông tin ở trên đại dương cho mọi người xem cái khung cảnh ở trên biển thì từng ngày nó sẽ như thế nào nha. Đó, hiện tại nó đang vừa gió, vừa lạnh, vừa sóng nữa. Đây mọi người có thấy cảnh phía trước không? Đó, lúc nãy mình lên mình coi tốc độ gió hiện tại thì tầm khoảng trên 70 km/h. Đó, nó như thế này đây, 70 km/h. Và nhiệt độ thì có tầm 10 độ thôi. Đó, rất là lạnh. Và độ sâu ở khu vực này thì tầm khoảng 2.000 đến 3.000 m. Đó, Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và cũng là nơi có khu vực sâu nhất nha mọi người. Và độ sâu trung bình á thì tầm khoảng 5.000 m nha mọi người. Và hôm nay buổi trưa hôm nay thì mình cập nhật những thông tin như thế thôi. Thì tí nữa thì mình sẽ cho mọi người biết một số cái công việc của ngày hôm nay nó như thế nào. Sau buổi trưa hôm nay đó là mình đi làm, mình sẽ quay cho anh em, mình sẽ đăng sau cái đoạn này nha. Đó, vậy thôi, buổi trưa hôm nay vậy là kết thúc. Mình chỉ cần đăng cho mọi người cập nhật một số cái công việc của ngày hôm nay cho mọi người biết. Đó, ngày hôm nay gió như thế này, sóng như thế này thì làm những gì nha. Đó,
Hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi người một công việc nhỏ. Khi con tàu hành trình trên đại dương thì nó sẽ như thế nào? Hiện tại con tàu của mình thì đang hành trình trên biển Thái Bình Dương và nhiệt độ ở đây thì tầm khoảng 8 độ vào ban ngày. Nhiệm vụ hôm nay đó là đóng chặt cái nắp thông gió của hầm hàng, chính là cái nắp màu vàng này, để tránh việc mưa và sóng biển làm ướt hàng ở bên trong hầm hàng. Đây là khung cảnh phía bên ngoài của đại dương. Hiện tại thì biển động nhẹ và khung cảnh xung quanh rất là âm u. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe tiếng sóng đánh ở mũi tàu thì nó sẽ như thế nào. Mình vừa quay được cho anh em một cái khung cảnh sóng đánh lên mũi tàu ngay khu vực anh em đang làm việc. Và bây giờ mình sẽ lại gần cho mọi người xem rõ. Khi tàu hành trình vô khu vực thời tiết xấu, công việc trên mặt bon sẽ hạn chế hoặc có thể tạm dừng đến khi thời tiết ổn định rồi làm tiếp. Ngày hôm nay biển hơi động, thỉnh thoảng mới có những cơn sóng đánh lên mũi tàu, cho nên anh em thủy thủ làm những công việc cần thiết chủ yếu ở trên mặt bon. Thời tiết ở trên biển sẽ được dự báo trước một tuần, cho nên mọi người ở trên tàu biết thời tiết sắp tới sẽ như thế nào để có những công việc phù hợp và an toàn. Sóng nó đi chứ nghiêng ngả. Mày thấy cái đoạn này không? Đó. Như lên xuống. Ai mà không chịu được sóng thì sẽ rất là mệt mọi người. Đi tàu thì rất là cực. Và đây cũng là một trong những lý do mà ngành tàu biển ít người theo. Đó. Đây. Xuống. Đó, nó chứ đều đặn như vậy. Đó. Mọi người thấy như thế nào? À, chắc chắn thì ở đây cũng có rất là nhiều người nhìn thấy như thế này thôi đã không chịu nổi và đã cảm thấy say sóng. Và cũng có rất là nhiều người thấy những cái cảnh này lại rất thích đi nha mọi người. Đó, có nhiều người rất là thích những cái cuộc khám phá chinh phục như thế này. Đó. Đây cả phía sau nè. Đó. Hôm nay là được ngày vừa sóng, vừa gió, vừa lạnh, lại vừa nắng nữa. Đó. Nắng về quay clip nó mới đẹp. Chứ mấy ngày trước nó âm u á, quay clip nó tối á, không có được đẹp nha mọi người. Đó, chứ lượn lờ. Thấy nào, mọi người thấy nguyên con tàu không? Không biết mọi người có thể cảm nhận được cái độ lắc của con tàu của mình hiện tại không? Đó, nhưng mà mọi người ở đây trên đây chắc chắn thì mọi người sẽ cảm nhận được. Còn bây giờ mình đi vào phòng. Chó quá. Giờ mới dậy hả? Đây cho mọi người coi khung cảnh. Mọi thấy không? À, sóng nè. Đồ đạc tứ tung. Đó. Cái ghế này. Đó, như vậy đó, chứ vần qua vần lại là khó ngủ nha mọi người. Ngủ trên cái giường như thế này mọi người thấy sao? Đó. Bên ngoài. Vẫn tứ tung thôi không?
Thôi, buổi trưa hôm nay thì mình quay cho mọi người như vậy thôi.